Ok, hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cái channel Forex Phantom Bot của mình. Và mình là Hòa Thân. Thì ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em hai lệnh mà mình đã vào chuẩn theo Price Action nhé. Một lệnh vàng thì là một lệnh thắng. Còn lệnh USD CAD là một lệnh nó không cắn limit của mình anh em ạ. Mình khá đáng tiếc cái lệnh này, nhưng mà mình vẫn sẽ review cho anh em nhé. Lệnh này thì mình đã phân tích đúng, nhưng số nó đen anh em ạ. Đúng không? Mà đen thì phải chịu thôi. Đó. Cùng nhìn vào biểu đồ của mình ngày hôm nay. Điều đầu tiên ở tham phiên H4 này cho chúng ta một cái xu hướng tăng. Một cái xu hướng tăng như vậy thì chúng ta sẽ gì anh em? Chúng ta sẽ canh buy đúng không? Nhưng canh buy ở đâu nó mới là quan trọng. Mình canh buy ở gì? Key level. Thì đây là cái key level của đỉnh cũ. Và đây là cái key level quan trọng của cái tam phiên H4 này. Bởi vì đây là cái đáy tạo ra cái đỉnh này. Và cái đỉnh này tạo ra cái đáy này. Cái đáy này lại tạo ra đỉnh này. Cho nên đây là cái key level quan trọng của tham phiên H4. Nhưng nhìn vào cái vùng giá này, anh em có thể nhìn thấy. Khi mà giá nó hồi về đây. Giá nó hồi về đây. Đúng không? Thì nó đã phản ứng tại cái key này. Và cái key này sẽ là key của H1. Đây anh em nhìn thấy. Cái key này là key của H1. Mình vẽ tiếp này. Mình xóa này đi nhé. Rồi. Đây. Tại sao mình nói key là H1 anh em? Bởi vì anh em có thể vẽ được. Đây. Và tạo ra đỉnh này. Đỉnh này với đỉnh này nó bằng nhau. Cho nên cái đáy mà tạo ra cái đỉnh nó bằng nhau như thế này. Thì đây chính là cái key quan trọng của H1. Và giá nó đã hồi về cái key quan trọng của H1 rồi. Đúng chưa anh em? Thì mình canh buy tại cái khu vực này. Nhưng mà ở cái khu vực này mình không theo dõi được bản biểu đồ. Và mình đã không vào lệnh được ở đây. Và mình chờ giá nó đi như thế này. Bắt đầu mình mới vào lệnh. Và đây là cái lệnh mình vào anh em này. Mình vào lệnh ở tham phiên M15. Khi M15 nó tăng trưởng. Đấy. Anh nhớ nha, khi M15 nó tăng trưởng, nhìn cái lực nến như thế này này, nhìn cái lực nến như thế này, anh em có thể thấy, đúng chưa? Đáy này, đỉnh này, đáy này, và nó tạo ra cặp nến này, ở tham phiên M15. Em nhìn thấy, ở đây thì mình có soi thêm một tham phiên nữa là tham phiên M5. Em có thể nhìn thấy này, đúng không? Nó M5 nó phá vỡ qua đỉnh, sau đó nó test lại, và gì? Và nó có xu hướng tăng trưởng tiếp. Cho nên là mình mới vào lệnh ở cái khu vực này và target lên cái vùng đỉnh cũ này. Đó. Và cái lệnh này như là mình được là 2.61. Nhưng khi mà nhìn vào cái cây nến này, cái cây nến này, mình phóng to lên cho anh em này. Nhìn vào cái cây nến rút râu như thế này. Mình đã limit ở dưới này anh em ạ. Mình đã limit ở dưới này và đặt SL ở đây, SL sau cái cụm quan trọng này. Đó. Thì chúng ta cùng nhìn vào nhé. Xem nó có cắn không. Em có thể nhìn thấy. Nó không cắn limit của mình em ạ. Và nó đi một mạch lên. Không cắn limit và đi một mạch lên. Đó. TB. Rất là đáng tiếc lệnh này anh em ạ. Nhưng mà mình đã gì? Cái quan trọng là mình đã phân tích đúng ở cái mẫu hình này. Và ở cái gì? Ở cái khung thời gian này. Đây cũng là một cái lệnh mà khá đáng tiếc mà mình bắn ở trong đây anh em. Đây. Nhìn thấy chưa? Khi mà nó chuẩn bị đóng nến như này là mình bảo anh em là limit tại đây. Limit tại đây luôn. Đó. Đây là cái lệnh mình bắn trong nhóm VIP của mình, 121 thành viên. Đó. Đây là cái lệnh đầu tiên là con UCAD buy limit M15 đấy, lúc 11 giờ 23 phút. Thì đây chính xác là cái lệnh mà mình vừa phân tích với anh em xong. Đó, rất là đáng tiếc đúng không? Đánh chuẩn theo Price Action rồi nhưng lại không cắt limit của mình đấy. Thì đây là cái lệnh đầu tiên mà mình thấy nó rất là đẹp
khi mà chúng ta đánh theo Bright Action. Đấy. Lệnh tiếp theo cũng rất là đẹp. Nhưng mà lệnh này thì mình lại thắng, mình lại win. Đấy. Đây là cái lệnh mà sáng ngày mình vào. Đây anh em cho anh em xem luôn. Đây, lệnh vàng đây. Đây là cái lệnh vàng mà mình bắn cho mọi người. Đấy. SL khoảng 4 giá và TB 6 giá. Đấy, được 1.43 thôi. 1.43 thôi, gần 1.5. Đấy. Thì cái lệnh này mình vào như thế nào? Thì mình cùng nhìn vào đây cho anh em. Thứ nhất là mình vào cái tam phiên là tam phiên lớn là tam phiên H4 hoặc H2. Thì nhìn vào cái biểu nồi đời này anh em có thể nhìn thấy đây. Cái đỉnh tạo ra cái đáy, tạo ra cái đỉnh, tạo ra cái đáy, tạo đỉnh, tạo đáy. Thì đây chính là cái khu vực gì? Key level quan trọng. Đây là khu vực key level quan trọng. Đó, em có thể vẽ thoải mái luôn. Đây là khu vực key level quan trọng, đúng chưa? Em có thể vẽ ở đây này, hoặc là cái khu vực đỉnh cũ này. Nhưng mà mình không xét như vậy. Tí nữa mình sẽ chỉ cho anh em. Đấy. Đây là một cái xu hướng giảm của tham phiên H2. Đúng chưa? Sau đó mình vào tham phiên H1 thì em có thể nhìn thấy. H1 nó tạo ra cho chúng ta như thế này. Đây chỉ là phần nhiễu của thị trường thôi anh em nhé. Và đây là một con sóng nó tăng trưởng lên như này. Nhiễu thôi. H1 thì đây là nhiễu. Đó. Còn M15 thì sao? M15 đây anh em. M15 đây. Anh em có thể nhìn thấy. Nếu mình tắt cái này đi nhé. Bỏ công cụ vẽ đi. Đây. Mình tua lại cho anh em là mình vào thời điểm nào. Tua lại cho anh em luôn. Đây. Mình sẽ tua lại cho anh em mình vào thời điểm nào. Anh em có thể nhìn thấy đây. Nhìn vào cái tham phiên M15 này. Anh em thấy điều gì ở đây? Thứ nhất, nếu như đây là một xu hướng. Đây. Đúng chưa? Ví dụ đây này. Chúng ta không vẽ từ đây nữa. Chúng ta vẽ từ đây luôn. Nếu như đây là một xu hướng tăng. Đây. Và key level quan trọng nó ở đây. Đúng chưa? Chúng ta bỏ qua những cái râu ria này đi. Chả để làm gì cả. Bỏ qua đi. Và đây là một cái xu hướng tăng của gì? Của vàng. Thì thằng xu hướng tăng này nó đã kết thúc bởi cái đáy tạo ra thấp hơn cái này. Đáy sau thấp hơn đáy cũ. Đúng không? Và mình chờ anh em nhìn lực nến này tạo ra một cái nến rất là to khi nó test lại vùng này. Sau đó rút dâu tạo ra một cái cây pin 3. Tạo ra cho chúng ta một cái cây pin 3 như thế này. Và đây không, đây là một cái pin 3 tăng giá thì chúng ta sẽ cần gì? Cần sự xác nhận ở đây. Pin 3 tăng giá thì cần sự xác nhận, đúng chưa? Còn pin 3 này mà là pin 3 màu đỏ, chúng ta có thể sẵn sàng chúng ta vào lệnh luôn. Nhưng mà đây vẫn là một cái pin 3 tăng giá và nó rút dâu tại cái vùng này. Rất là mạnh. Đấy, nó rút dâu tại cái vùng rất là mạnh. Và giảm giá đây, và đây là cái lệnh mà mình đánh theo đúng, đánh theo thuận xu hướng là gì? H1 giảm, H2 giảm và M15 cũng đang giảm. Bởi vì đây là cái key quan trọng tạo ra cái con sóng tăng này. Đó, sau khi nó giảm giá xong, nó tạo ra một cái sóng giảm như này. Sau nó test lại ở đây. Thì mình đã vào lệnh. Mình đã vào lệnh ở khu vực này. Đây. Đây, mình đã vào lệnh khu vực này. Mình đặt SL trên này. Và TB xuống khu vực dưới này. Đây là mình xem lại lệnh mình vào bao nhiêu nhé. 1950.70. 1950.70. Đây mình kéo sang đây nhé. Đây ok rồi. Giá vào lệnh 1950.77. Rồi. Cái này cái gì đây? Mức lợi nhuận là 1844.775. 1844.775 này. Rồi rủi ro là 1854.974. 1854.974 này. Đó. Thì đây là cái lệnh mà mình vào anh em ạ. Thì anh em cùng xem nhé. Anh cùng xem nhé. Đó anh em ạ. Thì cái lệnh này mình đã win. Bởi vì sao? Bởi vì mình đánh thuận xu hướng, đúng xu hướng luôn. Đấy. Và cái vùng này này, nó trùng khớp với lại cái vùng 0.5-0.618. Đấy. Rút dâu rất là nhiều luôn để nó hồi lại đúng không? Và nó giảm giá tiếp.
Thì đây cũng là cái lệnh mà mình đánh thuận xu hướng giảm của vàng. Đó. Thì mình đã win được lệnh này. Và cái lệnh lệnh này không biết có anh em nào vào được không? Lệnh này ở trong nhóm VIP không biết anh em nào vào được không? Đấy. Ở đây cái lệnh UC này. Mình vào limit tại đây không biết là có anh em nào vào được luôn không? Thì ngày hôm qua cũng là mấy cái lệnh win của mình. Mấy cái lệnh win luôn. Thì đó là hai cái ví dụ mà mình chia sẻ với anh em về đánh thuận xu hướng và chúng ta nhìn biểu đồ như thế nào, đánh theo Bryson đó. Thì đây là một cái video mà mình chia sẻ mấy cái lệnh của mình thôi trong nhóm VIP kia của mình. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này và nội dung của video này đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo của mình.